Chào anh em, ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu full một cái set để gắn xe ô tô cho anh em tham khảo luôn nha. Cái loa cánh sau thì anh em lắp một cái cặp đồng trục Infiniti 6532AX. Đó, cặp này là 1.850.000. Cánh trước thì anh em có thể lấy cái màn cặp 605 CSQ màn carbon. Đó, con này thì đập cực kỳ mạnh nha anh em, có thể dùng với đầu zin được. Cặp này là 1.500.000. Rồi đi kèm đó thì anh em có thể mua thêm cái cặp phân tần GTO có tăng giảm chép. Thì phân tần JBL có tăng giảm chép, nó là 300 ngàn. Cặp chép GTO luôn, giá là 190 ngàn. Nếu như anh em cảm thấy thiếu trung chép á, thì em có thể lắp thêm cái loa trung tâm. Loa trung tâm thì mã là GX328, giá là 450 ngàn một loa. Thì tổng cái combo này là 4.290 ngàn. Nếu như em lấy cả combo này thì mình sẽ giảm giá 300 ngàn nha anh em. Đó. Rồi em có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại trên góc màn hình ha. Cảm ơn anh em. Chuyển khoản bao ship.